miền Bắc rét đỉnh điểm, miền Trung mưa lớn. Dự báo hôm nay, ngày 15 tháng 2 là ngày rét nhất trong đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung đó mưa dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng. Sáng nay, ngày 15 tháng 2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4, có nơi giật cấp 6. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm. Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ C, vùng núi 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 20 độ C, vùng núi 14 đến 17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ C. Hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ C. Dự báo ngày mai, ngày 16 tháng 2, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, không mưa, trời rét. Từ ngày 17 tháng 2, khu vực này hửng nắng, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng nhẹ 1 đến 2 độ C mỗi ngày. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến 5, có nơi giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ C. Dự báo mưa dông ở các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ kéo dài hết ngày mai, ngày 16 tháng 2, sau đó mưa giảm. Khoảng ngày 21 đến ngày 23 tháng 2, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió đông đến đông bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.